chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 7 ngày 28 tháng 9 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đánh giá công tác phòng chống và khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan sẽ tổ chức sự kiện văn hóa âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật tại Hưng Yên vào ngày mai 29 tháng 9. Chung tay để có một trái tim khỏe. Cảnh báo những chiêu trò lừa đảo trên mạng. Săn lấp đất công làm bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng ở xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hảo. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Bão số 3 và mưa lũ sau bão, cường độ tàn phá rất lớn tại 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống và tinh thần của nhân dân. Đã có 344 người chết, mất tích, tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu gần 82.000 tỷ đồng. Tại Hưng Yên, cơn bão số 3 gây tổng thiệt hại ước tính trên 3,6 nghìn tỷ đồng. Để khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão gây ra, tỉnh Hưng Yên đã đưa trên 6.300 người dân đi di rời, quay trở về nhà, hỗ trợ người dân sắp xếp ổn định lại cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận trên 41 tỷ đồng. Các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động huy động từ các nguồn hỗ trợ trên 6,5 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, ngập úng. Hiện tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo toàn diện công tác ứng phó với mưa, ngập úng, lũ và khắc phục hậu quả sau mưa lũ để kịp thời chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, nhất là trong những tháng cuối năm 2024, đầu năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị được hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 là 350 tỷ đồng. Đề nghị chính phủ có cơ chế đặc thù hỗ trợ thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Ngày mai 29 tháng 9, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan sẽ phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức sự kiện Thái Lan càng hiểu càng yêu tại Hưng Yên. Sự kiện diễn ra với mục đích thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa Thái Lan, tăng cường quan hệ giữa người dân hai nước và gây quỹ cho các nạn nhân của cơn bão Yagi tại Việt Nam. Thời gian diễn ra sự kiện từ 10 giờ đến 16 giờ Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên, với các hoạt động giới thiệu về văn hóa, âm nhạc từ nhiều vùng miền khác nhau của Thái Lan, như lễ khai mạc Amazing Talent, Your Story Never End, Càng hiểu càng yêu, hội thảo thủ công mỹ nghệ và trình diễn ẩm thực Thái Lan, chương trình biểu diễn văn hóa Thái Lan, Muay Thái và biểu diễn âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng thanh niên thành phố Yala, chiếu phim và chương trình rút thăm may mắn để giành được chuyến đi miễn phí đến Thái Lan. Sự kiện được tổ chức miễn phí để đón nhân dân Hưng Yên tới xem và tham gia. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý vừa tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về nội dung bản đồ quản trị nhân sự trong phát triển doanh nghiệp và kết nối kinh doanh. Tham gia chương trình có trên 60 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nội dung đào tạo đưa ra trong các nguyên tắc, kinh nghiệm trong quản trị nhân sự, những vấn đề đặt ra trong quá trình tuyển dụng, quản lý, sắp xếp nhân sự. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định kế hoạch tuyển dụng lao động, phát triển, đánh giá và sử dụng nhân lực một cách có hiệu quả nhất, đồng thời đảm bảo doanh nghiệp có được đội ngũ nhân sự có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh ngắn hạn cũng như dài hạn. Thực tế cho thấy, một doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự tốt nếu không quản trị hiệu quả sẽ không phát huy được tác dụng. Qua chương trình giúp doanh nghiệp nâng cao kỹ năng quản trị nhân sự, kết nối cơ hội kinh doanh cũng như quảng bá tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên tới đông đảo doanh nghiệp, các tỉnh và thành phố. Trong doanh nghiệp thì yếu tố nhân sự quyết định đến hơn 90% của thành công của doanh nghiệp. Thông qua chương trình này cũng tạo ra cái sân chơi, cái mô hình để kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp Hưng Yên với doanh nghiệp Hưng Yên, giữa doanh nghiệp Hưng Yên với các tỉnh lân cận và đặc biệt đó là sự kết nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan chính quyền ở trên địa bàn. Đặc biệt nữa, đấy là Hưng Yên là một tỉnh mà đang được quy hoạch rất nhiều những khu công nghiệp đi vào hoạt động và khai thác. Tôi cũng mong muốn thông qua chương trình này để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp khắp toàn quốc biết đến và về với mảnh đất Hưng Yên, mảnh đất ngàn năm văn hiến. Để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và hoàn thành các dự án trọng điểm theo đúng tiến độ, sau bão lũ, các chủ đầu tư cùng các đơn vị nhà thầu đã và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.
Trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang có 9 công trình dự án quan trọng của tỉnh với diện tích thu hồi trên 660 ha của gần 6.800 hộ dân, bao gồm dự án đường vành đai 4, dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, dự án khu công nghiệp Yên Mỹ, dự án Viglacera. Các dự án tập trung chủ yếu tại các xã Trung Hòa, Đồng Than, Minh Châu. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích nên phần lớn các hộ dân có đất nằm trong dự án đều đồng thuận với chủ trương thu hồi đất của nhà nước. Thời điểm hiện tại, nhiều dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đơn vị thi công đang tiến hành san lấp mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư. Đạt kết quả trên, huyện Yên Mỹ đã công khai phương án thu hồi đất, phương án bồi thường, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân, các đơn thư liên quan tới công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. Từ đó hầu hết các dự án được thực hiện khởi công theo đúng kế hoạch đề ra. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã Minh Hải, huyện Văn Lâm và các đoàn thể chính trị xã hội đã tập trung quán triệt triển khai, thực hiện công tác, giám sát và đạt kết quả tích cực, qua đó góp phần phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người dân. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xã Minh Hải luôn lựa chọn nội dung xây dựng kế hoạch giám sát sát với tình hình thực tế tại địa phương. Các nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào các vấn đề được nhân dân quan tâm như thu chi sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai trên địa bàn. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc xã còn tăng cường giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Từ năm 2019 đến năm 2023, Ban Thanh tra Nhân dân xã đã giám sát 20 công trình có vốn đầu tư công, tham gia cùng Ban Thanh tra Nhân dân ở 6 thôn, giám sát 6 công trình có sự đóng góp kinh phí của nhân dân, giúp công trình hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng thi công. Công trình trường mầm non Minh Hải được Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Minh Hải đầu tư để cho nó dân chủ khách quan, thì chúng tôi cũng có phân công với các đồng chí ở ban các mặt trận của thôn Đao và thôn Cách và ban giám sát cộng đồng có 5 đến 7 thành viên, và có những cái gì nó chưa phù hợp, thay đổi thiết kế chẳng hạn, như là cái bậc nó hơi cao đối với các cháu tuổi thấp chẳng hạn đấy, thì là tư vấn có trao đổi thì thấy rằng nó phù hợp với cái lộ trình mới của cái tốc độ, thì cũng đều là hài hòa giữa chủ đầu tư và ban giám sát, khắc phục kịp thời các nội dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, bệnh lý tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới và có xu hướng gia tăng nhanh chóng tại các nước đang phát triển. Cũng vì lý do đó mà Liên đoàn Tim mạch Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới đã thống nhất chọn ngày 29 tháng 9 hàng năm là ngày Tim mạch Thế giới, nhằm kêu gọi sự chú ý của cộng đồng cũng như người dân cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tim mạch. Trung bình mỗi tháng, khoa tim mạch và lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên điều trị nội trú cho trên 300 bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch như rối loạn nhịp tim, suy tim, bệnh van tim, bệnh mạch vành. Ngoài ra, số bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch nhẹ hoặc có yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu đến khám và lĩnh thuốc ngoại trú hàng tháng lên đến hàng nghìn bệnh nhân. Tôi bệnh tim mạch, huyết áp cao, lấy thuốc hàng tháng. Người mẹ luôn luôn ngồi trong máy điều hòa hoặc là quạt thì nó còn đỡ. Lúc đi ra ngoài tí động vào cái gì thì mồ hôi nó cứ toát ra và người nó mệt bã, không chịu được. Vì thế tôi mới phải chuyển xuống đây điều trị, thì đến nay cũng là tương đối ổn định. Các bác sĩ cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch, trong đó ngoài bệnh lý tim bẩm sinh và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, thì chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng là một trong các yếu tố có thể dẫn đến bệnh lý tim mạch. Hút thuốc lá, chế độ ăn uống nhiều chất béo hoặc thậm chí là các bệnh nhân mà căng thẳng kéo dài, lười vận động cũng là một trong các yếu tố gây ra bệnh lý tim mạch tăng lên. Mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% trường hợp tử vong, gấp 20 lần số tử vong do ung thư và gấp 10 lần số tử vong vì tai nạn giao thông. Ngày Thế giới phòng chống bệnh tim mạch năm nay có chủ đề ổn định huyết áp để bảo vệ trái tim. Việc dự phòng tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch là vô cùng quan trọng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để có thể tránh được ít nhất 80% rủi ro tử vong sớm vì bệnh lý tim mạch, cần tránh 4 yếu tố nguy cơ: chế độ ăn uống, lười vận động, hút thuốc lá và uống rượu bia. Lời khuyên dành cho mọi người để tránh được các yếu tố nguy cơ cũng như là có thể làm giảm được các cái rủi ro. Thứ nhất là chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh,
tốt cho sức khỏe tim mạch. Có nghĩa là chúng ta nên ăn các cái thức ăn mà nó như là các thực phẩm như là các loại cá, thứ hai là các cái loại rau hoa quả xanh xanh, thứ ba là chúng ta ăn gạo lứt hoặc là ngũ cốc nguyên hạt. Về chế độ vận động thì cái nên chúng ta nên xây dựng là chế độ luyện tập thể dục đều đặn các môn rất tốt cho tim mạch như là đi bộ này, đạp xe này, hoặc là bơi, hoặc là tập yoga. Trong khi một số trường học vẫn tổ chức lớp chọn theo nhiều cách gọi khác nhau, thì nhiều năm nay, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức lớp chọn dưới mọi hình thức. Điều này không chỉ giảm áp lực tâm lý cho giáo viên, học sinh mà còn phù hợp với định hướng giáo dục phát huy năng lực người học. Cả ba con anh Tân đều học tập tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh. Nhà trường không bố trí lớp chọn. Ban đầu anh Tân cũng có nhiều lo lắng, liệu không có lớp chọn thì con có môi trường học tập tốt hay không. Đến nay anh Tân nhận thấy không có lớp chọn không chỉ giảm bớt áp lực cho con mà chính cha mẹ cũng có tâm lý nhẹ nhàng hơn. Trường mình không có lớp chọn nên đâm ra không có sự so sánh, tuy nhiên là tâm lý của phụ huynh nó sẽ nhẹ nhàng hơn do các thầy cô sắp xếp, chứ mình cũng không phải lựa chọn lớp nhiều như những cái chỗ có lớp chọn. Từ nhiều năm nay, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không tổ chức lớp chọn dưới mọi hình thức. Đầu năm học, nhà trường căn cứ vào kết quả đánh giá học lực năm học trước, chia lớp theo nguyên tắc ngẫu nhiên và có đủ các mức học lực khác nhau. Nhà trường sẽ phân ra thành từng nhóm theo cái mức năng lực, và khi phân chia lớp, mỗi một nhóm sẽ lấy một vài học sinh để đảm bảo tất cả các lớp đều có các con học sinh với những mức năng lực từ cao xuống thấp. Đấy. Và ngẫu nhiên chúng tôi chọn. Không có lớp chọn đem lại sự công bằng cho các lớp, cho học sinh và ngay cả với đội ngũ nhà giáo. Bỏ lớp chọn, học sinh không phải ganh đua với nhau quá nhiều. Tuy nhiên, hàng tháng nhà trường sẽ có bài khảo sát đánh giá năng lực, phân chia trong các buổi học phụ đạo dựa trên học lực. Điều này không chỉ thúc đẩy học sinh tiến bộ mà còn phù hợp với định hướng giáo dục, phát huy năng lực của người học. Không có lớp chọn này sẽ có tác động rất là tích cực đến tâm lý cả học sinh và giáo viên dạy. Ở đâu đó chúng ta vẫn có một cái sự phân biệt rằng là người này được dạy lớp chọn, được dạy học sinh giỏi, cô này đào tạo được, ngần này các em học sinh giỏi với cô kia không có học sinh giỏi nào, thì chắc chắn là tác động đến tâm lý của giáo viên chúng tôi. Nếu mà không có lớp chọn thì em sẽ không bị so sánh với các bạn học sinh lớp khác. Bố mẹ cũng sẽ không áp đặt nhiều thứ lên bọn em. Chúng em sẽ có một môi trường học tập thoải mái. Các bạn trong lớp thì có thể giao lưu tích cực, học hỏi chung với nhau. Không có lớp chọn, nhưng chất lượng giáo dục tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh vẫn nằm trong top đầu của huyện Yên Mỹ. Tỷ lệ học sinh lớp 9 trúng tuyển các trường trung học phổ thông công lập luôn ở mức trên 75%. Năm nào nhà trường cũng có học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Học sinh có môi trường phát triển toàn diện cả về thể chất và các kỹ năng mềm thông qua các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ văn hóa thể thao. Lớp chọn không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng giáo dục. Điều quan trọng là xây dựng môi trường để học sinh phát triển. Tại thành phố Hưng Yên, hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và kỷ niệm 33 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hội thao Người Cao Tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2024. Tham gia hội thao có trên 190 hội viên đến từ 10 đội tuyển nam và 9 đội tuyển nữ đại diện cho 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung thi đấu bóng chuyền hơi nam và nữ. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, tranh huy chương. Đây là sân chơi bổ ích, cổ vũ phong trào thể dục thể thao của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao huy chương cho các đội có thành tích tốt nhất. Đội tuyển bóng chuyền hơi huyện Văn Lâm đạt giải nhất toàn đoàn với huy chương vàng môn bóng chuyền nam và huy chương bạc môn bóng chuyền nữ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ và xử lý rất nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng. Các cơ quan truyền thông cũng đã cảnh báo, nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp bị mắc lừa trên không gian mạng, dẫn đến mất tiền, ít thì vài triệu đồng, nhiều thì lên tới hàng tỷ đồng. Chị H ở thành phố Hưng Yên đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi mất hơn 2 tỷ đồng chỉ sau hơn 5 tháng tham gia đầu tư tài chính thông qua một công ty trên không gian mạng. Chị H cho biết, trước khi đầu tư tiền, tháng 3 năm 2024, chị đã đến thành phố Hồ Chí Minh, nơi công ty đặt trụ sở giao dịch để tìm hiểu cụ thể. Vì thế, chị đã rất yên tâm đầu tư. Lãi được trả đều vào thứ 6 hàng tuần với lãi suất rất cao lên tới 300-400% trên năm. Tuy nhiên, gốc thì phải đến hạn mới rút được và số tiền gửi càng nhiều thì hạn rút càng dài. Điều này khiến cho các nhà đầu tư chỉ rút được lãi, còn gốc buộc phải chờ đến hạn.
mọi giao dịch đều diễn ra rất mượt mà, mau lẹ, đúng hạn. Đến đầu tháng 8, công ty phát động chương trình phúc lợi ngày kỷ niệm nhằm thu hút vốn của các thành viên. Đặc biệt, đến ngày cuối 16 tháng 8, số tiền nạp vào sẽ được nhân đôi và sau đó app bị đánh sập. Ngày 16 tháng 8 thì là cái ngày đúng là ngày thứ 6 là ngày để rút lợi nhuận về. Thì hôm đấy em đặt lệnh rút từ sáng, từ khoảng 9 giờ sáng nhưng mà đến tận tối là không rút được tiền về. Ở những cái số mà điện thoại hotline của công ty ấy, thì là đều là không liên lạc được và cái app đấy nó bị sập. Và người ta gỡ hết toàn bộ những cái trang web đó và đến ngày hôm sau là không truy cập được vào nữa. Cũng thông qua mạng, một người ở xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm bị mắc bẫy kêu gọi đầu tư chung, sau đó tiếp tục bị khống chế tống tiền. Người thân của tôi bị một đối tượng giả danh bên nước ngoài để kết bạn nói chuyện và hứa hẹn sẽ chuyển một số tiền nhất định về Việt Nam để đầu tư và muốn cái người thân của tôi đứng ra nhận cái số tiền đó. Nhưng mà khi về đến sân bay thì họ lại sẽ bày ra một trò là bị hải quan giữ và hải quan sẽ gọi điện về cho người thân của tôi yêu cầu chuyển một số tiền vào trong số tài khoản của bên hải quan ấy thì mới được thả người ra. Thì số tiền mà người ta hứa hẹn ấy thì mới về được đến tay của người thân của tôi. Nhưng mà người thân của tôi ấy có chuyển số tiền cho hải quan rồi nhưng mà sau đó thì lại mất tích. Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang có nhiều diễn biến phức tạp với rất nhiều các chiêu trò mới. Chỉ trong vài tháng gần đây, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiếp nhận thông tin hàng chục vụ việc lừa đảo với số tiền trên 500 triệu. Cùng với đó, các huyện tiếp nhận hàng trăm vụ với số tiền nhỏ hơn. Cũng cảnh báo người dân là không nên đầu tư vào cái app mà trên mạng mà mình không biết rõ. Lực lượng công an chỉ hỗ trợ trực tiếp để kích hoạt định danh mức 2, mức 3 cho người dân chứ không hỗ trợ qua điện thoại. Do vậy là đề nghị là công dân nêu cao cảnh giác khi có đối tượng gọi điện là giả danh công an. Theo Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hưng Yên, hiện trên các trang mạng thường xuyên có 24 hình thức chiêu trò lừa đảo tiền hoặc đánh cắp thông tin cá nhân mà người dân cần tránh, cụ thể như đầu tư tài chính, lừa hướng dẫn cài đặt để đánh cắp thông tin, lừa đảo tình cảm, tuyển cộng tác viên online. Từ những câu chuyện và phản ánh trên, mong rằng mọi người có thêm kiến thức, kinh nghiệm để nhận diện, tránh xa những chiêu trò lừa đảo trên các trang mạng, không để bị mất tiền oan. Hàng trăm mét vuông ao tại xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào đã bị san lấp trái phép, làm nơi tập kết vật liệu xây dựng. Thực trạng trên diễn ra đã lâu và Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng đã phản ánh, nhưng cấp chính quyền cơ sở vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn xử lý dứt điểm. Toàn bộ diện tích ao thuộc diện tích đất công ích rộng vài trăm mét vuông. Theo thời gian, giờ đã bị san lấp gần như toàn bộ. Điều đáng nói, vật liệu san lấp ở đây đều là rác thải xây dựng. Đơn vị san lấp là công ty Mai Phương đóng trên địa bàn. Dù biết đây là đất công do xã quản lý, song một phần diện tích ao nằm trong hành lang đường DT387 nên đã tự ý san lấp làm nơi tập kết buôn bán vật liệu xây dựng. Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long đã nhắc nhở, yêu cầu dừng và trả lại nguyên trạng, nhưng việc san lấp vẫn diễn ra. Cách đó vài trăm mét, một số diện tích ao, thùng vũng nằm cạnh DT387 thuộc địa bàn xã Xuân Dục cũng đang có nguy cơ bị san lấp trái phép tương tự. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Tảo vừa tổ chức ra mắt mô hình Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Tảo với công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng. Khi tham gia mô hình trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên và người dân trên địa bàn phường trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh việc phối hợp với lực lượng công an các cấp trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phối hợp với công an phường rà soát thống kê lên danh sách các hội viên phụ nữ trong phường có thời gian chấp hành án phạt tù nay trở về địa phương sinh sống để vận động họ tham gia các mô hình tổ chức hội đoàn thể giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt cho xã hội, từ đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.